Do đó quý vị khán giả đến với Sao Hai Chữ. Đây là vòng thi thứ hai có tên là Ô Chữ Độc Quyền. Vòng 2 Ô Chữ Độc Quyền. Vòng 2 có 3 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 14 ô chữ. Mỗi đội được mua tối đa 3 ô chữ, tối thiểu 1 ô chữ. Mỗi ô chữ trị giá 1 triệu đồng. Đội chơi chỉ được thấy ô chữ mình đã mua. Hai đội được quyền mua bán ô chữ của nhau. Sau gợi ý, đội chơi gõ chiên để mua quyền trả lời. Mua mỗi lần trả lời giá 2 triệu đồng. Mỗi đáp án trùng khớp được thưởng 20 triệu đồng. Sau một lượt, nếu cả hai đội chưa có đáp án trùng khớp thì sẽ mở lượt bảng thứ hai. Nếu cả hai đội đều không có đáp án thì đáp án sẽ được công bố. Sau vòng này, đội nào còn tổng số tiền cao hơn sẽ chiến thắng, bước vào vòng 3. Ta mua ô nào thì chỉ có chúng ta nhìn thấy mà thôi. Em thấy vậy hay. Anh cho em trước khi bắt đầu chơi em gửi một lời khen. Tại vì em không nghĩ là ca dao tục ngữ mà lại có thể gắn với ăn thua mà nó vui đến như vậy. Thôi em đúng không được nói sớm. Tại vì nãy mình hên thôi chứ. Em nói vui thôi mà, đâu nói mình khôn hay gì đâu. Chứ lỡ mà thua dòng này thì nó nhục lắm anh. Không sao cả, bởi vì như anh nói là ca dao của chúng ta nó rất là phong phú đa dạng. Các em đưa ra những đáp án không có sai, chẳng qua đó là những dị bản mà nó không có trùng khớp với đáp án của chương trình mà thôi. Nếu như mình nắm giữ trong tay những cái từ then chốt, những cái từ quan trọng, mình có quyền mình rao bán. Mua 1 triệu bán 10 triệu là chuyện bình thường. Giống như ngày xưa học trò muốn đến với lớp học của thầy đồ phải đóng tiền cho thầy, đem quà tới hay cái đó, gì đó. Đó là mua chữ phí. Phải yêu lấy thầy. Bây giờ cũng vậy, chúng ta đi học phải đóng tiền cho nhà trường, cho nên chúng ta cũng đang làm cái việc tương tự như thế. Hồi nãy em thắng rồi, giờ em đóng học phí nhiều lắm. Cho nên để công bằng, mời hai cô gái quánh tù xì, bên nào thắng bên đó mua trước. Rồi quánh tù xì, 1, 2, 3 rồi thua nha. Trời ơi anh nghĩ anh mình được quyền mua trước. Dạ. Mời câu hỏi. Và ở vòng này theo anh đừng nên tiếc tiền đầu tư, mình cứ mua đi, nếu không xài được mình bán cho bên kia cũng được. Đúng. A1, A6 với B1. A1, A6, B1. Còn nhà bên đây, Đại Lan, nếu như mà mình chọn A2 thì mình có thể biết được A1 không? Có khi đó là một cái từ ghép. A2, B8 cũng quan trọng thì A2, mình có thể bán lại được cho bên đó. A2, B8, D5. B5, B8. A2, B5, B8. Các bạn đã tính toán rất là kỹ cái việc là chọn mua những cái ô nào mà có thể gợi cho mình những cái ý tưởng về những câu ca dao quen thuộc. Đây, gợi ý cho các bạn như sau. Câu ca dao có nhắc đến tên một loại quả trong nghi thức cưới hỏi mời ô chữ. Ý tưởng gì chưa? Các bạn có muốn mua lại của nhau không? Em muốn mua cái khác anh. Em bên đó không hề vô cái gì chiến lược của tụi em đâu có thèm. Vậy thì bây giờ anh hỏi, nếu như các bạn không có câu trả lời thì chúng ta sẽ mở lượt mua mới. Có câu trả lời không? Bên đó biết gì đâu, bên đó đợi bên này không à. Nếu không thì chúng ta sẽ mở lượt mua mới nè. Mua mới. Không có câu trả lời và chúng ta sẽ mở lượt mua mới. Lần này thì mời đội Đại Lan mua trước. Chọn 3 ô đi anh, đừng có tiếc tiền. A3 4 không? Anh biết rồi đúng không? Cái này biết chưa, rồi chưa, đúng không? Chưa. Khó em nè. Em nghĩ B3. Ừ, B3 với A3 nó. A3, B3 và... Vậy B6. B6 hay B7 ta? Tùy anh. B6 đi. B6, rồi. Ok. A4, B3, B6. Hay quá. Bên đây. Đội em tính toán là sẽ mua B4 và B7. Hai ô thôi à? Em có hai ô này. B4 và B7. Mời ô chữ. Thấy chưa, anh đúng rồi thấy chưa? Mua bên kia lại đi, những cái ô mà mình đang cần nè đó. Mình giữ bên đây hết trơn luôn á, mình giữ hết á. Bên kia có muốn bán, muốn mua nhưng gì không? Mình là chữ Mộc Lan. Chữ nắm hết. Bây giờ có muốn mua không nè? Bên đây còn được mua thêm một ô nữa nè nếu muốn. Em muốn mua thêm ô đúng không? Mình mua thêm một ô nữa. Em mua... Mua đâu được, bị mua hết rồi. Thì giờ mua lại của người ta đi. Em muốn mua B3. Bên kia bán bao nhiêu B3? Trời, cái B3 là cực kỳ quan trọng luôn á. Nghĩ sao, không bán B3 đâu. Mình biết mà, mình bán được mà, có sao đâu. Bán giá cao một chút. B3 10 triệu. Trời ơi. Bên đây mua trước đi, bên kia mua sau. B4. Bên này muốn mua B4. B4 mà mình không có bán. Trời. Tại vì thiên thu bên kia không bao giờ đoán được chữ B4 là chữ gì. Mình đã biết cái từ đó từ gì rồi thì tôi bán đi. Cho dù nếu như mà họ có trả lời được thì mình cũng có được số tiền gỡ lại cái tiền mình đầu tư nãy giờ nè. Bán bao nhiêu? Bên kia muốn mua B4 đó. 10 triệu. 10 triệu mua không? Nếu như biết được cái từ B4 mình đoán được nguyên câu này, chơi luôn. Mình trả giá đi. 5 triệu đi, 10 triệu là nửa giải thưởng rồi, ai mua? Bên đây mà không mua bên kia cũng có đoán được đâu.
phải có qua có lại chứ, bây giờ đây không mua bên đó cũng chết. Bên này chỉ có bên kia chỉ cần một chữ này thôi là bên kia biết liền. Không, chưa chắc. Chắc bên đây A1 không biết nè. Chơi công bằng luôn, em không mua. Bán anh rồi, em chỉ bán thôi rồi em dọn nhà đi chỗ khác. Ủa anh lên mà anh nói một cái là mấy đứa biết từ đó chị, từ gì rồi. Chị thấy con đường của em đi từ hồi đầu chương trình tới giờ là đợi chị đọc xong rồi em lên em sửa mà chị biết mà. Thì chị có mua không? Chị mua với giá 7 triệu đồng. Có cái gì 7 triệu? Thôi, hồi nãy một từ 3 5 triệu còn chưa bán mà. Bây giờ bán B4 thì bán. Còn nếu mà A1 thì A1 không bán đâu. Em thấy chưa, hồi nãy đúng ra mình mua tốn 7 triệu, 10 triệu thì mình tốn có 5 triệu mình mua được B4 rồi. Mua B4. Mua B4, bán. Úp cái từ B4 bên đây lại. Lật B4 bên đây. Anh được gõ rồi hả? Rồi. Gõ chi không? Gõ, trả lời miễn rồi, phí. Sử dụng quyền trả lời miễn phí. Nhưng mà A1 có chắc không vậy? Bên sai bên đây cái bên kia đúng liền ngay lập tức. Rồi. Cái câu này là nó dễ thương lắm nên nó sẽ là thương. Em nghĩ là thương á. Rồi chơi. Thương nhau trầu bổ làm đôi, ghét nhau câu 6 bổ ra làm 10. Em phải nhớ rằng lục bát phải gieo vần từ 6 của câu trên, nó phải là vần với cái từ 6 của câu 8 ở dưới. Thương nhau thì bổ làm đôi đúng rồi chứ sao bổ làm một. Rồi làm nữa. Sao mà dưới cái từ ra nó vần với từ đôi được ông? Thương nhau trầu bổ làm 3, ghét nhau câu 6 bổ ra làm 10. Chốt không? Chốt. Nghe thấy phi lý rồi không quý vị? Ai nói trầu mà bổ? Đây là đáp án sai. Nhưng mà sao trên đây có từ bổ lại đây không? Rồi im lặng mình suy nghĩ thôi. Im lặng. Đây, bên kia mình có đáp án hay không? Dạ có anh. Có. Gõ chiên. Hay. Đọc nè. Em sẽ đọc nha. Yêu nhau câu bổ làm 3, ghét nhau câu 6 bổ ra làm 10. Chốt chưa? Dạ chốt. Dạ chốt. Yêu nhau câu bổ làm 3, ghét nhau câu 6 bổ ra làm 10. Chính xác. Yeah. Chưa? Cái gợi ý của anh có nhắc nè, nhắc về một loại quả trong nghi thức cưới hỏi. Ở dưới mình đã có câu rồi, bên trên tự nhiên thọt vô cái lá trầu chí. Tại vì tụi em nghĩ là đám cưới thì có câu trầu. 20 triệu dành cho đội Mộc Lan. Câu số 2, mời câu hỏi. Mời, chọn mua trước nè. Bên đây A1, A2 là sẽ giống cái B1, B2 hoặc đối là cái B1, B2. Đó, A1, B2, B8. Ok, chốt. Bên đây, nhà mình muốn mua ô nào? Bên em là B1, B3 và A6. B1, B3 và A6. Gợi ý, câu ca dao khuyên chúng ta nên biết chừng mực trong nghệ thuật giao tiếp. Mời ô chữ. Các em có câu trả lời nào không? Em không có một cái câu ca dao tục ngữ nào mà có chữ nhàm trong cuộc đời. Trời đất ơi, bà nói luôn. À, chết rồi. Nhưng mà đâu biết vị trí nào. Em à. Em nhu rồi, em. Im lặng. Có câu trả lời không? Nếu không thì mình khép lại và mình mở ra lượt mua mới. Bên đó mình nói về mới nói chữ B hay B2 phải không? Ờ, bên đó nói B1 đó. Cái nhà B2 phải không? Lên! Ủa, anh biết không? Đó. Chắc biết à. Tôi nghĩ đi, kệ mình nói biết đi. Rồi. Biết rồi, nhưng mà câu nãy mình đúng rồi. Nó bây giờ nhường trước cho mình đó. Mua nữa đi, từ từ đi, từ từ. Mình cho vui vui chứ mua nữa đi, cho vui. Trung, em còn quyền lật một ô miễn phí muốn sử dụng luôn không? Dùng quyền mua một ô miễn phí. Ô nào? A2 đi. A2. Mời mở ô A2. Bây giờ có ai có câu trả lời không? Dạ không anh. Hay có. Mình khép lại cái lượt này tại đây. Mua tiếp. Mua tiếp anh ơi. Bên đây sao Mộc Lan? Dạ em mua tiếp. Mở ra lượt mua mới. Mỗi đội sẽ mua được thêm 3 ô. A3, B5 và B7 anh. A3, B5, B7. Bên đây Đại Lan, mua ô nào? B6. A4. A5 thì vậy thôi, A5. Mua A4, A5, B6. Mở ô chữ. Thấy giờ. Ồ, cũng thua luôn rồi. Giờ nè, nếu muốn biết thêm á thì chỉ còn cách chúng ta mua lại của nhau thôi. Trời ơi, khó quá à, khó quá, 2-3 tuần mình không biết luôn kìa. A6 không biết. Mua lại đi. B7 không biết, B5 không biết. Bên đây có muốn mua bán gì không? Chưa chắc. Đợi bên này muốn mua B5. B5, B5, B7. Bán đi, bán giá cao một chút. Mình bán hai chỉ dẫu như vậy. Không nghe, không nghe, không nghe. Ai có một chiếc xa chiếc trò trò. Nghe gì vậy? Tôi rồi. Trời ơi. Vừa mới tiết lộ luôn từ ra. Trời ơi. Vừa mới tiết lộ từ B5 của em ra đó. Trời ơi. Trời ơi, chết tôi rồi. Trời ơi, bên này không nghe. Các bạn nói gì vậy anh? Hả? Anh không có dám lặp lại. Bán B5 đúng không? Dạ. Bán bao nhiêu? 5 triệu. 5 triệu mua không? Mua. Mua 5 triệu B5 đóng lại. Rồi em mua bên đây. Từ từ, bình tĩnh. Từ từ. Mở ra bên đây B5. Trời ơi. Bây giờ bên kia người ta muốn mua B8 kìa. 15.
từ B8 rất là khó. Mà bên đó đang hơn bên đây. Từ B8 khá... từ gì em? mà bên đó đang hơn bên đây tới 20 triệu. Nên thành ra mình mạn phép bán mắc một chút. 15 triệu thì hơi quá đáng. Bán 10 triệu coi như lấy lại 5 triệu. Hồi nãy người ta bán mình 5 triệu mà giờ mình chỉ bán 10 triệu lại. Trời ơi. Sau cái này lên á, chạy lên bên đây trả lời sai, bên kia vẫn có thể ăn lại nữa. Sao lỡ bên này sai luôn sao? Ăn mày. Cái B8 mày công nhận khó thiệt đó. Gì vậy trời à? Đó, tội gì không? Có mua không? Có mua không? Có đó. Mua gì vậy? Rồi, 2 triệu. Sao? Đọc trên nghe đáp án coi. Rượu ngon uống lắm cũng say, người khôn nói lắm dẫu hay thành nhàm. Nói cũng nhàm. Nói cũng nhàm, cũng nhàm. À, rượu ngon uống lắm cũng say, người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhàm. Chốt chưa? Dạ chốt ạ. Chốt đúng không? Trung coi chừng sập cái bàn ăn của anh Trung. Phải chi mà nó sai nhiều, anh không có tiếc. Vậy là cái này rồi. Nó sai có một từ một thôi. Rồi, anh đau đúng đớn. Rồi. Sai. Bên đây có đáp án không? Gọi chi? Mốt mình biết không trả lời trước nữa đâu. Sao? À, em xin trả lời là rượu nhạt uống. Nãy bên kia uống gì anh? Uống lắm. Rượu nhạt uống lắm cũng say, người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhàm. Chốt chưa? Ủa, đọc lại chị nghe hình như hơi trẹo trẹo xíu. Đọc lại giùm. Không sao đâu, cô máy quay rồi, lắc gì lên mở lên nghe lại. Thì giờ anh hỏi chốt chưa? Dạ chốt. Chốt. Đây là đáp án đúng. 20 triệu dành cho Mộc Lan. Còn một câu số 3 đây mà. Câu này hy vọng chúng ta lấy lại những gì đã mất nha. Cũng là câu cuối cùng của vòng 2 này, xem như là cái câu quyết định. Và trước khi đến với câu 3, anh xin thông báo với đội Đài Loan một tin vui. Hiện nay tài khoản của đội chúng ta âm hết. Đâu không sao âm được, mình giàu mà em. Giàu lắm. Anh nói ra mà anh cảm giác anh đau lòng á. Không sao anh. Anh muốn là các em phải làm cái số tiền nó tăng lên. Nhưng mà cũng có những khi chúng ta gặp sự cố trong cuộc sống. Là bên cận kề bên bờ vực của phá sản là em đó nhân. Ủa vậy hả? Ừ. Số tiền của chúng ta còn lại bây giờ là 3.500.000 đồng nha. Trời ơi. Cũng đủ hai anh em mình về xe. Cho nên bây giờ chúng ta còn một quyền nữa. Cấp vốn. Cấp vốn ạ. À. Dạ, dòng từ thiện. Xa cơ lỡ giận rồi mọi người. Anh cấp bao nhiêu là tùy vào cái tình cảm của anh dành cho cái đội đó nhiều hay ít. Dạ anh. Nãy giờ anh đứng trên đây chắc cũng mỏi tay lắm, cầm đáp án nó cũng hơi lên. Cởi áo anh hả? Dạ, em chỉnh nâng khăn sửa túi cho anh. Mà bây giờ anh thấy đó, tụi em chơi rất là hết mình, đúng không? Đâu có nỡ nào mà cấp ít được. Có nhiều cái mà ghim gút trong lòng lắm. Đâu, anh ở đâu để em gỡ ra cho anh. Tính mấy lần ăn cắp cái dùi của tôi. Lẽ ra cấp cho tới 20 triệu nữa. Dạ, em xin lỗi. Làm sao coi cho được thì tính. Dạ, anh cấp 18 triệu cũng được anh. Ban đầu anh đã cấp cho tụi em 20 triệu mà các em đã không sử dụng một cách hợp lý hiệu quả, để còn có 3.5 triệu. Tức là bây giờ anh cấp cho em bao nhiêu phải không? Kết thúc vòng này sẽ phải trừ lại cái khoản tiền vay đó. Đó, anh nói rõ ràng không? Vay mới trả, anh phải cấp cho em nhiều em mới có tiền em trả anh. Bây giờ anh cấp em ít, em thua em không trả đồng nào luôn. Bây giờ mà cấp cho em nhiều em thua trắng là anh sạc nghiệp anh luôn à? Không thua được, anh phải tin chứ, anh phải tin chứ. Anh sẽ cấp cho em một cái số vốn nằm trong cái sự an toàn của mình nha. 3.5 triệu còn lại. Mua 3 ô, mỗi ô là 1 triệu là hết 3 triệu nè. Cho là mua 2 lượt đi là hết 6 triệu đúng đó. Không? Lên gõ cái pen là hết 8 triệu đúng không? 8 triệu. Rồi nếu gõ cái pen thêm cái nữa là hết 10 triệu đúng đó. Không? Rồi còn đổi, còn trao đổi qua lại. Trao đổi qua lại. Bây giờ anh cho em 30 triệu là vừa. Cho em 30 triệu là vừa. Cho em 30 triệu là vừa. Em lấy căn nhà anh luôn đi nè. Nè, lấy căn nhà của anh luôn. Giá chót 10 triệu. Trời ơi. Cấp thêm vốn 10 triệu cho em. Thôi không sao anh, em có niềm tin. Như vậy là bây giờ số tiền của đội Đài Loan sẽ là 13.500.000 đồng. Câu hỏi số 3 bắt đầu. Xin mời. Cho ưu tiên chọn trước luôn nè. Em mua hết. Mua A1, A3 luôn. Thiệt không? Chơi ghê vậy. Mua liên tiếp vậy luôn đi, anh thấy hay đó. Mua liên tiếp luôn đi em. Tại vì mình đâu còn gì để mất. Em thấy lạ lắm luôn á. A1, A2, A3. Chơi. Chốt. Chơi. Mua. Em mua mô lận. Em mua A6 đầu tiên nè. B1. B1 nè. Mua B3 luôn. B3. A6, B1, B3. Gợi ý. Câu ca dao ngụ ý sự tiếc nuối về việc đã đầu tư nhiều công sức nhưng chưa thành công. Trời ơi, anh nói em đó hả? Anh nói tụi em đó hả? Nhưng mà đây nó có nhắc đến một kim loại quý hiếm. Rồi, biết rồi. Mở ô chữ. Im lặng nha, không có bị hở hơi nữa nha.
sao? Bên đây có ý gì không? Dạ không anh ơi, chưa ra. Bên đây có đáp án không? Mấy cái từ này là... Em nghĩ là em biết chữ này. Này là... Không có đáp án thì mình sẽ mở lượt mua mới. Dạ đúng. Nhiều tiền mà anh, chơi tới thôi, mua. Bên đây có câu trả lời không? Dạ không anh. Vậy dạ thì không. Chúng ta sẽ mở lượt mua mới ở đây. Mỗi đội được mua thêm 3 ô nữa. Lần này anh mời Mộc Lan mua trước. B2, B8 và A4. Đại Lan, sao nào? Tuy là mình nghèo nhưng mình có phong cách của đại gia. Mình mua... B5, B6, B7. B5, B6, B7 thì anh. B5, B6, B7. Mời ô chữ. Trời ơi, biết câu gì rồi. Lên đánh chiến. Bên đây, bây giờ chúng ta đã hết lượt mua từ nhà tài trợ. Chúng ta có được quyền mua bán qua lại lẫn nhau. Bên đây có muốn mua gì không? Có nhiều tiền nên mua chữ đi em. Rồi, em mua. Thông qua cái game mà sao hay chữ, chúng ta có thể thấy được là từng chữ nó rất là đáng giá. Là... mua B5 và mua A2. Bên kia bán bao nhiêu? 30. Không, vẫn còn rất cao. Đằng nào tụi em cũng thua rồi. Nên tụi em muốn làm khó một chút để nó có một cái chút gì đó gọi là sĩ diện đó mà. Rồi, bây giờ bán cho 2 triệu thôi. Đằng nào cũng thua rồi. Ok, nếu là như Phong mua A1 và mua B5. Trời ơi, A1 khó lắm. 15 triệu cũng dễ kiếm đâu. Đúng. Thì một từ là 15 triệu đó. Cái gì? Trời ơi. Ủa, nãy giờ em dạy giá vậy mà. Em lật lỏng quá vậy. A1, B5, 15 triệu, bán đi. Bây giờ 20 triệu coi như lấy lại một câu. Thôi bán luôn đi, ảnh nói, nghe lời anh. 15 triệu, ok. Đóng A1, B5 bên đây lại. Mở ra bên đây, A1, B5. Thấy chưa, em tính. Biết mà, từ A1 khó lắm. Nhưng mà giờ bán cũng không biết luôn nè. Sao không biết? Biết mà, nên mới bán. Mua thêm em. Từ khó nhất là từ B7. B6. Đằng nào bên đây cũng thua, chỉ cho B7 nè. Bán bao nhiêu? 5 triệu thôi. 5 triệu kìa, rẻ. Ôi trời ơi, khỏe vốn à. Thì đã muốn cho biết rồi, mà. B7 vô. Vua, B7, đóng bên kia lại, mở bên đây ra. Giống A1. Đúng rồi. Giờ cũng thua rồi. Đúng không? Mua thêm. Thêm là giờ có dạ. Trả lời cũng lỗ à. Tức là mình vẫn lỗ một chút, nhưng mà mình lấy lại cái danh dự của mình, đúng không? B6 là khó. Kia là em đã bán cho 20 triệu rồi đó, giờ có 20 triệu rồi mua lại. Ủa, đi. Có 15 mà. 20 triệu. Em thấy anh hay không? Em thấy anh hay không? 20 triệu vô tay, hiểu không? Giờ muốn mua là từ gì? Mua A4 đi. A4 khó đó. A4. A4 với B2 đi. A4 B2 bên kia bán bao nhiêu? Mình bán nhau tình nghĩa thôi. Bán đi cũng không ra đâu. Đúng rồi, bán luôn. B2 15. 5 triệu, A4 5 triệu. Chốt 5 triệu 2 từ. 2 từ 15 triệu thì ít ra giờ nửa giá đi, 8 giá. Triệu hả? 8 triệu. Em ơi, em có biết chứng khoán nó lên xuống thất thường không? 8 triệu 2 từ xong. 8 triệu 2 từ. Mua không? Dạ mua. Đóng bên kia lại, mở bên đây ra, A4 B2. Đó, biết lên gõ chiên. Gõ cái là gì bỏ được không? Đó. Bây giờ lấy 8 triệu đó bán lại cho em chứ A2. A2 hả? Nó mua A2 kìa. Bán là 10 triệu. Bán 15 triệu. 15 triệu. Con cái là thắng rồi. Em cũng còn một chữ nữa đang phân vân. Triệu, tôi bỏ 20 đâu giờ mua là 35 triệu. Chơi giờ này lỗ 15 triệu. Chơi giờ này lỗ 15 triệu. Nhưng mà được cái sĩ diện em. Sĩ diện bây giờ nếu bán thì đáng 5 triệu thôi. Đúng 5 rồi. Triệu. Đúng là, cái A5 dòng này là lỗ chắc biết. Rồi đó. A5 em cũng không biết đi. Cái này. 8 triệu. 8 triệu mua không? 8 triệu là mình bỏ ra 28 triệu mà mới thu vô có 8 triệu là mình lỗ 20. Thôi lỡ rồi mua luôn đi, không mua sao nha. Giao dịch thành công. Đóng bên kia lại, mở bên đây ra, cái từ A2. A2 giống B8 chắc luôn. Cái chỗ này nè là có hai chị em suy nghĩ anh chọn nha. Đây, bây giờ mình phải đánh đi, không còn đường nữa, mình chứ không bao giờ đâu có đường nữa. Thì đúng đánh rồi nhưng mà ý là em hỏi là anh chọn chữ nào. Đừng có cản anh mà, đừng có cản anh nữa, đừng có cản anh. Đây là cái câu quan trọng và anh tiết lộ một điều, đội nào mà trả lời đúng câu này xem như đội đó giành chiến thắng chung cuộc. Đúng. Là bởi vì hiện nay số tiền của hai nhà đang ngang bằng nhau sau rất nhiều cuộc thương lượng mua bán. Đọc đi em. Nghe để còn học thuộc. Cứ suy nghĩ đi. Thật ra nếu em đoán không ra được là chị sẽ đoán ra được á. Tại vì đúng rồi, chị biết mà, hồi đó giờ kêu đều vậy, chị hiểu mà. Rồi, em trả lời luôn. An rồi. Cầm vàng lặn lội sang sông. Vàng rơi không nhặt tiếc công cầm vàng. Cầm vàng lặn lội qua sông. Lẹ đi, trời ơi. Rồi, sang sông đi. Dạ. Chứ An là cho sang sông luôn. Đáp án lần nữa cho được nguyên câu nè. Cầm vàng lặn lội qua sông. Lặn lội sang. Sang á, sang. Anh nghĩ là sang. Em cũng nghĩ là sang. Trinh cũng nghĩ là sang. Đằng nào cũng thua rồi nên gửi cho đẹp, cho anh thắng đẹp rồi. Đó.
tự tin lên. Nghĩa là sang sông á, cầm vàng lặn lội sang sông, vàng rơi không nhặt tiết công cầm vàng. Chốt chưa? Chấp nhận như sao giờ? Đây là đáp án không chính xác. Ủa sao vậy Nhân? Sao cái mặt em lại thánh thiện lắm mà? Không chính xác anh. Không. Cái mặt em rõ ràng anh nói bên đó cái chữ sang mà cái mặt ánh mắt triều mến ghê lắm. Tất cả đều là một cái bẫy. Bởi vậy bên đó đã sai rồi. Đây là đáp án sai. Hồi nãy biết tại sao bên đây nói mình nói sai không? Tại vì cái từ bên đó nói là từ lặn á, lặn lội, mà bên đây là mà lội. Cầm vàng mà lội, qua sông vàng rơi không nhặt tiết công cầm vàng. Vàng rơi không nhặt nó hơi vô lý. Tôi không còn yêu anh nữa. Sai rồi đó anh. Không. Cầm vàng không. Mà lội sang sông. Không có vần gì hết á. Qua sông. Hết giờ nha. 5. Em biết rồi. Thì đó vàng rơi xong rồi. Vàng rơi. 2. Không. 1. Vàng rơi không thấy tiết công cầm vàng. Sai. Đó là đáp án không chính xác. Từ vàng cái đã. Bên đây lượt cuối nha. Cầm vàng mà lội sang sông, vàng rơi không lặn tiết công cầm vàng. Chốt chưa? Rồi chốt. Chốt. Đây là đáp án sai. Trời ơi, sai một từ nữa thôi. Bên đại nhân em có muốn gọi chiên không? Có chứ. Không, bên đây là xem như hết lượt trả lời rồi. Ồ. Bây giờ còn lượt cuối cùng của anh đây thôi. Em có cái cách nào để mở B4 không? Không. Cầm vàng mà lội. Qua xong. Đúng rồi, không thấy là mình rơi, lúc nào mình không biết. Cầm biết rồi luôn, cầm vàng mà lội. 5, cầm vàng mà 4, lội sang qua. Nếu không gọi chiên thì coi như không trả lời. Rõ đi anh, rõ đi. Vàng rơi không 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 lối. Tiếc. À vàng rơi không, không tiếc. Tiếc không cầm vàng, đúng rồi. Cầm vàng mà lợi, qua sông vàng rơi không tiếc, tiếc công cầm vàng. Làm gì mà lập đúng, từ vậy? Chắc chắn, em chắc chắn. Có nghĩa là mình không có tiếc cái cục vàng mà mình lại đi tiếc cái công cầm vàng. Yeah, chính xác. Thời của mình tới rồi. Trời thương người lành. Chưa biết đúng hay sai nhưng mà nãy giờ mình cầm vàng mà lội qua sông. Vàng rơi không tiếc, tiếc công cầm vàng. Chốt không? Chốt. Đây là đáp án chính xác. Yeah. Câu mà nói về cái sự tiếc nuối, mình phải đọc kỹ cái nội dung. Trừ khi mình bỏ qua cái phần nội dung. Đúng rồi anh. Cho nên chúng ta đã mất rất là nhiều tiền cũng như là thời gian cho câu này. Và cuối cùng, tiền còn lại của hai đội như sau. Đội Mộc Lan, các bạn có 28.500.000 đồng. Và đội Đại Lang, bằng cái khả năng mua bán rồi bằng cái mắt mơ màng của giang đại nhân đội của các bạn có số tiền là 43.500.000 đồng. Anh ơi, mình giàu rồi. Nè, khoan mừng dội đúng không? Nè anh nói mà có vay có trả đời mà em. Ơ chết rồi. Trời nè, có vay có trả chứ đúng không? Thôi anh mượn ít lắm. 43.500.000 đúng không? Thì bây giờ phải trả lại cho anh 10 triệu chứ. Nhưng mà em nè, đưa tay nè, trả tiền nè, tiền tượng trưng. Em không đưa tay được. Tiền tượng trưng. Dạ. 2-3 giờ em trả anh. Rồi, anh ghi nhận nha. Trừ lại 10 triệu, còn 33.500.000 đồng. Vẫn nhiều tiền hơn so với đội Mộc Lan. Cái này á, người ta kêu là người tính không bằng trời tính, phải không em? Em dạ. Cảm giác sao em? Thì nói chung là em sẽ rút kinh nghiệm là sau này mình không được rộng rãi quá. Mình phải biết tiết kiệm hơn khi mình có tiền. Chính vì mình hơi rộng tay, phóng tay chút cho nên là cái số tiền mình nó còn khiêm tốn hơn so với anh ta. Nhưng chúng ta đã có một cái buổi rất là kịch tính, rất là hấp dẫn cùng với nhau. Biết thêm rất là nhiều những câu ca dao, những câu thơ lục bát mà chúng ta đã có phần nào đó quên đi. Cảm ơn đội Mộc Lan. Hãy đón xem chương trình Sao Hay Chữ phát sóng lúc 20:30 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7 từ ngày 24 tháng 12 năm 2019.